Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần Điểm tin Thế giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Ông Trump, tôi sẽ ra đi trong hòa bình nếu không trở thành tổng thống lần nữa. Chia sẻ với nhà báo Volker của Fox News hôm 12 tháng 6, Tổng thống Trump nói rằng nếu ông không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2 vào tháng 11 thì ông sẽ rời đi trong hòa bình. Tổng thống Trump cũng nói với nhà báo Volker rằng nếu trong trường hợp ông thua ứng viên đảng Dân Chủ thì sẽ là một điều tồi tệ đối với nước Mỹ. Chia sẻ của Tổng thống Trump xuất hiện trong bối cảnh đảng Dân Chủ được cho là đang lợi dụng cuộc biểu tình sau cái chết của Floyd, một tội phạm ma túy bị ngộ sát, để tấn công nhằm hạ uy tín của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Triều Tiên đe dọa Hàn Quốc. Triều Tiên hôm 12 tháng 6 nói rằng họ đã mất hết niềm tin vào chính phủ Hàn Quốc và cảnh báo về thời gian đáng tiếc và đau đớn phía trước theo Yonhap. Ông Yang Gumcho, người đứng đầu cuộc mặt trận thống nhất của Bắc Hàn, đã đưa ra thông điệp này thông qua hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA. Thời gian phía trước sẽ thực sự đáng tiếc và đau đớn cho chính quyền Hàn Quốc, ông Yang đe dọa. Niềm tin mà chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để có được từ chính quyền Hàn Quốc đã bị đổ vỡ. Mỹ, thành phố Minneapolis nhất trí bãi bỏ sở cảnh sát. Theo Reuters, Hội đồng thành phố Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota của Mỹ hôm 12 tháng 6 đã nhất trí bãi bỏ sở cảnh sát và tìm kiếm một phương án thay thế gọi là hệ thống an ninh công cộng do cộng đồng lãnh đạo. Hãng tin Reuters trích thông báo của 5 thành viên trong hội đồng tuyên bố vụ sát hại ông George Floyd vào ngày 25 tháng 5, 2020 của các cảnh sát thành phố Minneapolis là một thảm kịch, cho thấy rằng không có cải cách nào sẽ ngăn chặn được tình trạng bạo lực và lạm dụng gây chết người của một số thành viên của sở cảnh sát, chống lại các thành viên của cộng đồng chúng ta, đặc biệt là người da đen và người da màu. Vợ Tổng thống Ukraine nhiễm COVID-19, hãng tin Reuters cho biết, bà Olena, vợ Tổng thống Ukraine hôm 12 tháng 6 cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy bà dương tính với virus Vũ Hán, song cả chồng và hai con đều âm tính với virus. Hôm nay tôi đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính nCoV, một tin tức không mong đợi, đặc biệt là khi tôi và gia đình vẫn tuân thủ các quy tắc đeo khẩu trang, găng tay và tiếp xúc ít nhất có thể. Olena Zelenska, vợ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đăng trên Facebook. Olena cho biết bà vẫn cảm thấy ổn, không phải nhập viện, song tự cách ly với chồng con. Dẫn độ nghi phạm cầm đầu vụ 39 người Việt chết trong container. Theo AFP, Tòa án Ireland phê chuẩn dẫn độ sang Anh Ronan Hughes, người bị nghi cầm đầu đường dây buôn người, khiến 39 người Việt chết trong xe container năm ngoái. Phiên tòa sẽ ra lệnh giao bị đơn cho Anh. Thẩm phán Paul Burns tuyên bố trong phiên xử ngày 12 tháng 6 tại Tòa án Hình sự Dublin, Ireland. Hughes, 40 tuổi, bị giam theo lệnh bắt ở châu Âu với cáo buộc 39 tội ngộ sát và một tội âm mưu thực hiện nhập cư bất hợp pháp. Các công tố viên Ireland từng nói trước tòa rằng Hughes tổ chức và kiểm soát các tài xế. Thi thể 39 người Việt được phát hiện trong xe container đông lạnh tại khu công nghiệp Whitegate, hạt Essex, Anh, sáng 23 tháng 10 năm 2019. Container trước đó được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới cảng Purfleet, Anh. Giới chức Anh đã buộc tội nhiều tài xế xe tải sau cuộc điều tra quy mô lớn. Bắc Kinh phản đối việc Mỹ đóng cửa với sinh viên Trung Quốc. Trong khi phản đối Mỹ, chính quyền Bắc Kinh lại đe dọa đóng cửa với các trường học, đại học tại Úc. Bộ Giáo dục Trung Quốc ngày 12 tháng 6 ra thông báo phản đối việc chính phủ Mỹ có động thái hạn chế sinh viên Trung Quốc đi du học nước ngoài theo CGTN. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ những sự giao lưu giữa sinh viên Trung Quốc và sinh viên Mỹ và chào đón sinh viên từ tất cả các quốc gia, trong đó có Mỹ, đến học tại Trung Quốc, tuyên bố của Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết. Trung Quốc kêu gọi Mỹ hành động hợp lý và tôn trọng nguyện vọng của người dân, thực hiện thêm các động thái để tăng cường trao đổi lẫn nhau và thúc đẩy sự hiểu biết giữa người dân hai nước, Bộ Giáo dục Trung Quốc nhấn mạnh.
Trung Quốc lại đe dọa ngành giáo dục Úc. Trước đó vào ngày 9 tháng 6, cũng chính Bộ Giáo dục Trung Quốc lại khuyến cáo sinh viên nước này nên cân nhắc vấn đề phân biệt đối xử người châu Á khi quyết định du học tại Úc, theo báo The Sydney Morning Herald. Bộ này nhắc nhở du học sinh thực hiện việc đánh giá rủi ro thật tốt và hãy thận trọng khi chọn theo học tại Úc hoặc quay trở lại Úc để tiếp tục chương trình du học. Trước đó, Bắc Kinh cũng khuyến cáo người dân không du lịch đến Úc. Tuy nhiên, Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố Úc sẽ không bao giờ sợ hãi hay chịu thua trước sự cưỡng ép của Trung Quốc. Chúng tôi là một quốc gia giao thương mở, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi những giá trị của chúng tôi trước sự cưỡng ép xuất phát từ bất kỳ nơi nào, ông Morrison nói hôm 11 tháng 6. Trung Quốc, một phần thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa vì ổ dịch COVID-19 mới. Sau khi phát hiện 7 ca nhiễm virus corona nội địa, chính quyền Bắc Kinh hôm nay 13 tháng 6, 2020 đã quyết định phong tỏa một phần thủ đô Trung Quốc. Khu vực bị phong tỏa bao gồm 11 khu dân cư ở quận Phong Đài, phía nam thành phố, một khu chợ bán thịt cùng một chợ bán hải sản cũng bị đóng cửa. Biện pháp mạnh đã được chính quyền thủ đô Trung Quốc cấp tốc ban hành nhằm chặn đứng một ổ dịch đang phát triển. Sau 2 tháng không có một ca nhiễm nội địa nào. Ngày 11 tháng 6, Bắc Kinh đã ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên. Bệnh nhân không hề rời Bắc Kinh trong thời gian gần đây, nhưng vào tuần trước đã ghé chợ thịt Tân Phát Địa ở phía nam thành phố. Một hôm sau đã có thêm 6 ca khác được phát hiện, trong đó có 3 người bán hàng tại chợ Tân Phát Địa, một khách hàng và 2 nhân viên tại một trung tâm nghiên cứu cách chợ 7 km. Theo thông tấn viên RFI Simon tại Trung Quốc, các biện pháp khẩn cấp chống dịch phản ánh mối lo ngại một làn sóng dịch bệnh thứ hai. Ba tàu hàng không mẫu hạm Mỹ cùng hiện diện tại Thái Bình Dương khi Trung Quốc gia tăng vũ trang Trường Sa. Lần đầu tiên trong gần 3 năm qua, ba hàng không mẫu hạm của quân đội Hoa Kỳ đều triển khai hoạt động tuần tra trên vùng biển Thái Bình Dương. Động thái của Washington đến khi Trung Quốc điều nhiều phi cơ chiến đấu tới đồn trú tại đá chữ thập quần đảo Trường Sa. Theo hãng tin AP, các hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ đồng thời xuất hiện tại Thái Bình Dương gồm USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz và USS Ronald Reagan. Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đang hoạt động tại biển Philippines gần đảo Guam. Nhóm tàu tấn công USS Nimitz đang ở Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ Tây Hoa Kỳ, trong khi hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đã rời cảng Nhật Bản và đang hoạt động tại biển Philippines phía nam Nhật Bản. Các chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ cũng cho biết hàng chục tàu chiến gồm tàu tuần dương, tàu khu trục và các phi cơ chiến đấu cũng đang hoạt động mạnh tại Thái Bình Dương. Sự xuất hiện đồng thời của ba hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương là bất thường bởi vì số lượng tàu sân bay trong biên chế quân đội Hoa Kỳ là có giới hạn và thực tế chúng thường luân phiên tiến hành các cuộc tuần tra ở các vùng biển khác nhau. Tuy nhiên, tuần này, các chỉ huy nói rằng họ có thể tận dụng thời gian, đặc biệt trong thời điểm cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc. Trao đổi với hãng tin AP từ văn phòng tại Hawaii, chuẩn đô đốc Cooler nói rằng Trung Quốc đang dần dần và cẩn thận gia tăng các tiền đồn trên Biển Đông, lắp đặt tên lửa và các hệ thống tác chiến điện tử tại đây. Hoa Kỳ và các đồng minh và các đối tác trong khu vực cũng đã đẩy mạnh các hoạt động gần các đảo nhân tạo này để cố gắng làm chậm sự phát triển của Trung Quốc, nhưng dường như không hoạt động nào trong đó đem lại hiệu quả. Ông Cooler nói thêm rằng, cho dù cả ba hàng không mẫu hạm xuất hiện tại Thái Bình Dương liên tục trong thời gian dài là không thể, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi có thể làm thế khi chúng tôi muốn. Đề cập tới Trung Quốc, chuẩn đô đốc của Hải quân Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, gần đây nhất Bắc Kinh đã triển khai nhiều phi cơ chiến đấu tới đá chữ thập quần đảo Trường Sa và bây giờ đang sử dụng các phi cơ đồn trú ở đây để tuần tra vùng biển này. Đài Loan thử tên lửa giữa căng thẳng với Trung Quốc.
Đài Loan đã tiến hành vụ thử tên lửa nhằm nâng cao năng lực phòng vệ trong bối cảnh căng thẳng với Bắc Kinh đang gia tăng. Vụ thử diễn ra ở ngoài khơi bờ Đông tại Đài Đông và căn cứ không quân Yongpen ở bờ Nam Bình Đông vào tối 11 tháng 6, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan. Vụ thử là một phần trong chương trình kéo dài 4 ngày và sẽ thử thêm các tên lửa khác trong những ngày tới. Phía cơ quan nghề đánh cá Đài Loan công bố thông tin ngày giờ vụ thử báo trước cho các ngư dân hoạt động trong khu vực, theo SCMP. Đài Bắc thử vũ khí hỏa lực diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên eo biển Đài Loan gia tăng, khi cả Trung Quốc, Mỹ, Đài đều đẩy mạnh triển khai quân sự. Hôm 9 tháng 6, một nhóm máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 của Trung Quốc đã bay về phía Tây Nam Đài Loan. Vài giờ sau, một máy bay vận tải C-40A của Mỹ cũng bay vào Đài Loan qua bờ biển phía Tây Nam. Máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ bay qua Đài Loan. Rasset Tanker, một máy bay tiếp nhiên liệu trên không của quân đội Mỹ, đã bay qua phía nam Đài Loan, tiếp cận khu vực gần quần đảo Đông Sa ở phía bắc Biển Đông sáng 12 tháng 6, theo Taiwan News. Vào 9 giờ 32 phút sáng ngày 12 tháng 6, Gulf Knight, một tài khoản Twitter chuyên giám sát hàng không, đã phát hiện tần số radar và đốm màu của chiếc máy bay, rồi báo cáo rằng có một chiếc máy bay Boeing KC-135T Tractor Tanker đang bay trở về căn cứ không quân Kanenda ở Okinawa sau khi bay qua Biển Đông. Đường bay của Tractor Tanker cho thấy nó bay qua kênh Bashi phía nam Đài Loan. Trung Quốc chuẩn bị hoàn thành mạng lưới điều hướng bắt đầu cạnh tranh với Mỹ về GPS. Reuters đưa tin ngày 12 tháng 6, mạng lưới điều hướng bắt đầu của Trung Quốc sẽ hoàn tất trong tháng này khi vệ tinh cuối cùng của nó đi vào quỹ đạo, sẽ giúp Trung Quốc độc lập hơn về GPS, hệ thống định vị vốn thuộc sở hữu của Hoa Kỳ từ lâu đời, và làm nóng cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực mà Mỹ hiện đang thống trị. Các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu Zoom làm rõ mối quan hệ với Trung Quốc. Ba nhà lập pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu công ty Zoom Video Communication làm rõ các hoạt động thu thập dữ liệu và mối quan hệ của công ty này với chính phủ Trung Quốc, sau khi công ty này cho biết họ đã đình chỉ tài khoản người dùng để đáp ứng yêu cầu từ phía Bắc Kinh, theo Reuters. Zoom bị giám sát chặt chẽ sau khi ba nhà hoạt động tại Mỹ và Hồng Kông cho biết các tài khoản của họ trên Zoom bị đình chỉ và các cuộc họp của họ gặp gián đoạn khi họ cố gắng tổ chức các sự kiện tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn ở Trung Quốc. Khẩu trang Made in Taiwan do Trung Quốc làm giả bị phát hiện ở Philippines. Tờ Taiwan News ngày 12 tháng 6 cho biết khẩu trang dán mác Made in Taiwan nhưng do Trung Quốc làm giả đã bị phát hiện trôi nổi trên thị trường Philippines. Một người dùng Facebook đã chia sẻ những bức ảnh về mặt hàng này hôm 11 tháng 6 để cảnh báo người tiêu dùng Philippines. Các khẩu trang giả được bán trong một hộp mạng thương hiệu iDelay. Hộp sản phẩm có kèm giấy chứng nhận sản phẩm bên trên ghi phần xuất xứ là Taiwan, China. Đây là cụm địa danh mà Trung Quốc vẫn ép các quốc gia khác thiết lập mối quan hệ ngoại giao với họ phải sử dụng khi đề cập đến Đài Loan, vì Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh của nước này. Iraq và Mỹ khẳng định cam kết chung Mỹ rút quân khỏi Iraq. Iraq và Hoa Kỳ khẳng định cam kết chung về việc Mỹ rút quân đội khỏi Iraq, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Hãng thông tấn nhà nước INA hôm 12 tháng 6 dẫn lời của Thủ tướng Iran Mustafa al-Kadhimi cho biết. Mỹ bắt giữ quân nhân Trung Quốc ngay tại sân bay. Chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã bắt giữ một sĩ quan quân đội Trung Quốc bị nghi ngờ làm gián điệp cho Bắc Kinh khi ông này đang ở sân bay để cố gắng về nước. SCMP đưa tin vụ bắt giữ diễn ra vào hôm 7 tháng 6, nhưng mới chỉ được Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào hôm 11 tháng 6. Theo đơn khiếu nại hình sự của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, ông Xin Quang giữ một chức vụ trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc về cơ bản tương ứng với cấp bậc thiếu tá và hiện vẫn đang được quân đội Trung Quốc trả lương. Quang đã che giấu vai trò của mình trong quân đội Trung Quốc khi nộp đơn xin thị thực vào Mỹ năm 2018. Khi đó, ông này khai mình là một học giả tới nghiên cứu khoa học tại Đại học California San Francisco, viết tắt là UCSF.
FBI cho biết, Wang đã thừa nhận rằng ông ta đã cố ý gian dối về thân phận của mình trong đơn xin thị thực để tăng khả năng nhận được visa. Khi nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ, Wang nói rằng ông ta đã từng là phó giáo sư y khoa trong ngành quân đội từ năm 2002 đến năm 2016. Theo thông báo của Bộ Tư pháp, Wang khai với các nhân viên hải quan Hoa Kỳ rằng ông ta được cấp trên chỉ đạo quan sát kết cấu của phòng thí nghiệm UCSF, mang về nước thông tin để tái tạo một phòng thí nghiệm như vậy ở Trung Quốc. Thông báo cũng cho biết, giới chức Hoa Kỳ đã nhận được thông tin về việc Wang đã có được những nghiên cứu từ UCSF và đã gửi thông tin đến phòng thí nghiệm của ông ta ở Trung Quốc qua email. Một số nghiên cứu của UCSF mà Wang có thông tin là cuộc nghiên cứu được tài trợ bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Viện Y tế Quốc gia. Công ty IT Ấn Độ xâm nhập hơn 10.000 tài khoản email của giới đầu tư và chính trị toàn cầu. Reuters đưa tin, một công ty công nghệ thông tin tên Beltrox ở Ấn Độ đã cung cấp dịch vụ hack tài khoản khách hàng. Trong vòng 7 năm, công ty này đã xâm nhập vào hơn 10.000 email trên toàn thế giới. Theo thông tin được tiết lộ bởi 3 nhân viên từng làm việc trong công ty này và tìm hiểu của những người liên quan, đây là một công ty dịch vụ công nghệ thông tin có trụ sở tại New Delhi. Công ty này nhắm đến các quan chức chính phủ châu Âu như ông trùm sòng bạc Bahamia, đại gia KKR của Mỹ và những tổ chức đầu tư nổi tiếng như Muddy Waters. Reuters đã nghiên cứu sâu hoạt động này và kết quả cho thấy từ năm 2013 đến năm 2020, Beltrox đã gửi hàng ngàn thư được thiết kế để lừa nạn nhân, tiết lộ mật khẩu. Reuters so sánh email mà các nạn nhân nhận được để xác minh tính xác thực của dữ liệu. Danh sách này bao gồm các thẩm phán ở Nam Phi, các chính trị gia ở Mexico, luật sư ở Pháp và tổ chức môi trường ở Hoa Kỳ. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày